Đấy nha em nhá, chị hướng dẫn em cái máy nén ép trị liệu này. Đây là cường độ áp suất này, em cứ cho kịch luôn. Còn đây là bật nguồn nhá, công tắc bật nguồn. Đây là cài đặt thời gian, ví dụ em cài 10 phút ấy, thì em cứ mặc định 10 phút. Ví dụ em đang sử dụng 10 phút mà em phải có việc đi đâu, em phải bỏ thì em sẽ tắt bỏ cái này, chứ đừng quay ngược trở lại nhá. Thì em cứ như thế cho nó chạy hết thời gian đó chị. Mỗi một cái dây, một cái nguồn đi vào này này, là nó sẽ cái chân và cái tay là nó có nhánh hai dây ra. Đấy, nó có nhánh hai dây. Ví dụ như bệnh nhân mà bị về hai cái chân thì em cứ cho chạy, họ chạy hai cái chân như thế này. Còn nếu như bệnh nhân mà người ta bị liệt nửa người ấy, mà em muốn chạy một tay với một chân, thì em chỉ cần đổi cho chị cái một bên chân này. Em nhổ cái đầu này này, em cắm vào một cái tay cho chị. Đấy, em sẽ nhổ nó ra, em cắm vào một cái tay. Đấy, chỉ cần nhổ nó, nhổ cái này ra này, và em cắm nó vào này, thì em sẽ đưa một cái tay. Còn nếu như em mà muốn cái lưng xuống cái chân thì em cũng như vậy. Em chỉ cần nhổ cái vị trí này ra và em cắm vào cái lưng. Bởi vì mỗi một cái dây này này là nó sẽ đi được hai nhánh nha nhá. Cái dây này nó là hai nhánh. Còn nếu như bệnh nhân mà người ta đau mỗi cái lưng á, thì em chỉ cần chạy cái loại dây mà nó có một nhánh của mình cái lưng ấy nha. Như phòng khám của chị đây thì chị phải sử dụng nhiều máy, bởi vì nó đông á, thì là chị phải sử dụng nhiều hơn. Để nó có thể mình sẽ mặc định, người ta chạy cái gì thì chị mặc định sẵn luôn.